Xin chào mọi người, mình là Sammy Đào đây. Và đây có lẽ là video cuối cùng tại căn nhà này. Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, hello mọi người, và hôm nay chính là ngày dọn nhà của Heo Team để chuẩn bị qua Game Show mới. Trời ơi, ai cũng rất háo hức luôn. Nên là đây là một cái vlog tổng hợp quá trình mình đã chuyển nhà như thế nào. Và các bạn đừng quên giúp video này được 5.000 like nha. Ok, và bây giờ không cần nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu dọn nhà thôi nào. Let's go. Ok, thì đây là clip dọn phòng thì mình sẽ bắt đầu dọn. Cái đầu tiên chính là gỗ bông và đó là thứ mình nhiều nhất. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy được mình cuồng mập nhiều như thế nào. Và đây là số lượng gỗ bông mà cá mập mình có trong phòng nha, ok. Gối Sammy đầu cá mập, Sammy nằm cá mập, Sammy đứng cá mập, Sammy trái tim cá mập, gối Sammy cá mập kèm trang, Sammy cầm nắm cá mập, cài tóc cá mập, Lego Sammy cá mập, mô hình Sammy cá mập, cá mập sau muối, trang cá mập Sammy đào, dép cá mập, bàn tay thao nót cá mập. Và đây là cái gối cá mập mấy bạn ơi. Tất cả gỗ bông mình sẽ dùng để chuyển đi. Đây, đây cái thùng cắt tông này. Và cái gì liên quan đến cá mập mình sẽ nhét vào trong này. Đặc biệt là cái này. Cái này mình chơi đây rất là lâu rồi. Bây giờ mình tháo ra. Oh my god, buồn lắm luôn á. Nhưng mà phải tháo thôi, tại vì chuyển nhà mà. Ok. Chính mình là người dán cái rèm Sammy đào lên đây và đã chính ngày hôm nay mình là người gỡ nó xuống. Ôi, cũng chuyển nhà rồi sao, nhanh dữ vậy. Ở trên này thì mình dán rất là nhiều ảnh luôn các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tháo ra nha. Ôi trời ơi, nhiều lắm luôn. Đây anh vẽ nè. Nhìn cái đống này thôi là không muốn dọn dẹp đấy bạn ơi. Có ai mà áo quần mà chất như núi hay không? Đó thì đây là chính xác là áo quần ở trong căn phòng mình thôi nha. Trời ơi, lúc mà chưa dọn á mình cảm giác áo quần mình rất ít, nhưng mà khi mình dọn ra một đống, trời ơi áo quần, trời ơi nó quá trời nhiều luôn. Nhìn kiểu này á còn mệt hơn cả dọn nhà Tết luôn bạn. Cái này mà ghép nhạc chiêu vô cũng buồn ha. Mới ghép nhạc vô sẽ như thế nào? Thôi cố gắng thôi, cố gắng có nhà mới thôi. Trời ơi dọn đống này hơi bị mệt luôn bạn, gần tiếng của mình luôn á. Ôi trời, nhiều dữ vậy. Đây là chính là căn phòng của mình trước khi chuyển các bạn ơi. Đó, nhìn rất là bừa luôn, tại vì dọn nhà mà. Đó, 360 độ về căn phòng của Sammy Đào. Đó. La la la, Sammy đã có shop bán ảnh Roblox đỉnh nhất ở đây. Đến với shop sammytv.net bạn có thể mua được nhiều ảnh Roblox giá rẻ và có vòng quay may mắn video game để bạn hãy thử sức với sự may mắn của mình. Và đặc biệt có robot chính hãng với giá siêu hơi. Thôi vậy còn chừng chừng nữa mà không, đến ngay shop sammytv.net để mua được nhiều robot nha. Phòng tiếp theo đó chính là phòng của Camui. Đó, Camui cũng gỡ hết trơn rồi bạn ơi. Đó, nói chung là chuyển nhà phòng ai cũng bừa hết. Trời ơi, chứ không có ai mà mới nó dọn nhà mà gọn gàng nha. Tứ ai dọn nhà cũng bừa hết trơn, tại quá trời đồ. Đây là bên ngoài hành lang nè. Trời ơi, cái gì đâu mà quá trời thùng, quá trời dễ sợ luôn à. Đây, còn đây là bên trong của phòng của mèo Simi. Trời ơi. Trai đẹp trai trên che dưới nhà này, che che này đó. Tổng tài đi. Mình là tổng tài. Đó. Nếu mà che thì phần dưới mình là tổng tài. Đó. Ủa. Oh my god. Hả? Sao định tứ định dục cái gì đâu? Đâu? Em vậy luôn hả? Ở phòng tiếp theo đấy là phòng của cái đó các bạn ơi. Đó, nói chung là nhìn xung quanh đồng thùng thôi để xem qua cái. Chào. Rồi đây. Rồi. Phòng gọn chứ. Wow. Phòng này. Gọn gàng, ngăn nắp, nó không hề có cái gì, nó không hề bừa bộn các bạn ơi. Đó, mình thấy là đây là một người dọn phòng gọn nhất. Đúng rồi. Đúng rồi. Hôm nay mới đi show vậy để make up hơi đẹp các bạn. Không, không bình thường mặc bọc ở nhà là gì á. Đâu, đâu, đâu. Trời ơi. Cái bay bột luôn á kìa. Đây, thì hôm nay mới đi show về cũng dễ thương, cũng được trai rồi á. Đó, đó, phòng hơi bừa thôi. Đó, tại vì mà ai dọn các bạn ơi đó. Chứ bình thường mình ngăn nắp đó bạn, bình thường mình cũng sạch sẽ lắm. Rồi có review cái gì phòng nữa không? Có phòng dọn xong chưa? Mấy phần trăm rồi? Giờ cũng khoảng được 30%. 30%. À không. 60%. 60% phòng. Vậy là vất nhiều nha. Vậy là vất hơi nhiều các bạn ơi. Đó, nói chung là thôi, cố lên ca, để thấy cũng cái đồ nó vui vui vậy. Y nhìn nó thu giật ha. Cái đem qua không vậy? Có chứ, rồi vậy. Đồ này hơi bị vui nha. Đồ này okay. Mà cầm chạy vòng vòng ngoài đường vui rồi, lắm. Rồi ok. Đó, nói chung là đây là phòng của ca, các bạn thấy như thế nào? Đó, mình nghĩ lên. Bạn nào thấy phòng mình đẹp thì ngưỡng nha. Đẹp chưa? Ok. Thank you. Mình không có thu giật nè. Đồ rất gọn luôn. Thật luôn là mình dịch chắc là người mà mình nghĩ là đó, hay chưa? Tôi biết mà. Rất gọn gàng, ngăn nắp. Đó. Review sơ sơ một vòng này. Đó, này. Đó, đây là bên bên chỗ này, còn đây bên chỗ kia. Ê, nó dễ thương quá à. Ui, nó phi đồ.
Trời ơi, cái cây đồ. Trời ơi, vậy quá kỹ luôn các bạn. Nói chung là đối với mấy tờ dịch thì mình làm gọn gì thì cũng ai gọn nhất luôn ạ. Nói chung là review sơ sơ rồi đó, ok. Good, tuyệt vời, 10 điểm. Đã rồi, bây giờ ngồi dọn phòng các bạn ơi, không thể nào mà rong chơi được nữa đó. Bây giờ mình đang ngồi gói những cái thùng hàng của mình các bạn ơi. Đó, dọn rất nhiều đồ và gói những cái thùng hàng này để tí họ ship qua bên nhà mới. Và bây giờ mình ngồi suy nghĩ, cái thùng này bây giờ không biết làm gì để mình quyết định bẻ cái mắt mình lên đó. Thấy chưa, bạn thấy không, khôn chưa? Kiểu này làm sao mình lẫn lộn được. Mình đã ghi tất cả các thùng mình tên là Sammy Đào và vẽ mới thêm một cái hình này nữa. Chắc chắn sẽ không bao giờ lộn được. Trời ơi, quá trời là thông minh luôn. Số 1. Ok các bạn ơi, thì mình đã dọn xong phòng của mình rồi đó, các bạn thấy như nào, rất nhiều phòng luôn. Ồ, là xong hết trơn rồi, ok. Thì bây giờ mình rất là hỏng đến nhà mới, với nhà mới mình sẽ chứa nào đây, nói chung là sẽ là một cái gì rất là mới đây, ok. Sau khi dọn phòng xong thì mình phát hiện ra đây là lần cuối cùng mình tới tại Bình Tân và mình sẽ đi Aeon nha các bạn. Trời ơi, bây giờ rời xa nơi này là một cái gì đó mình cảm rất nhớ, nhưng mà mình sẽ quyết định đi Aeon lần cuối bạn ơi, Aeon Bình Tân nha. Trời ơi, nhớ lắm luôn á. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi thôi nào, let's go. Mới ngày nào tôi hay vô đây mua đồ mà bây giờ đây là lần cuối cùng rồi, buồn ghê luôn á. Nhưng mà sao mà nó mua rất nhiều đồ dễ thương luôn. Các bạn đừng quên xem video nha. Xin chào các bạn. Cái kèm răng đang. Cái kèm đánh răng nha mọi. Và thứ đầu tiên mình mua đó chính là kem đánh răng. Tại vì qua nhà mới thì mình muốn dùng đồ mới mà. Và tiếp theo đó chính là một con mèo mang áo cá mập đó. Nhìn chúng bé cam ha. Dễ thương nha, quá trời đáng yêu luôn. Yeah. Ok, và tiếp theo đó chính là một cái hộp cupcake đó, cupcake đó. Bây giờ mình sẽ có rất nhiều loại và mình thấy mình thích nhất đó chính là cái loại mà có cupcake có hai cái tay gấu các bạn. Nhưng cái này là random, không biết mình trúng cái gì. Đó, bây giờ mình sẽ thử mở nha. Đó, và cái cupcake này ở bên trong sẽ có một chiếc nhẫn siêu dễ thương luôn. Đó, nên mình đã mua từ ngay lần đầu tiên. Đó. Hình như là mình trúng cupcake dâu các bạn ơi. Dâu nè, trời ơi, Mickey dâu. Ui, dễ thương lắm luôn. Trên bên hình như là bên trong nó sẽ có một cái nhẫn. Đây, đây là cái nhẫn hình cũng là Mickey màu hồng luôn các bạn. Ôi, quá là dễ thương luôn. Mà cái tay ở môi đang muốn dơ ra giống kiểu muốn là đeo nhẫn của chị đi. Thôi kệ đi, nói chung là có ở nhà có bà chị đến chiều thôi đó. Chúc mừng chị, chị đã có chị đã được kết hôn đó. Chúc mừng chị nha, chị hết ế đó. Ok, và đây là đoạn mình đang tính tiền. Thì mỗi lần mà mình thấy có camera đang quay mình lại đó, đây là cái camera an ninh đó, để có khi mà quay ăn trộm thì mình cũng biết được đúng không. Nhưng mà mỗi lần mình thấy cái camera này mình sẽ quay lại đó, nhìn dễ thương không. Wow. Mình xin với Kai đó. Hello, hello mọi người, mọi người thấy tôi không? Đừng quên là đăng ký và like cho kênh này nha, nhớ nha. Một đoạn vô chi không hề nhẹ, tại vì tôi thấy ở trong máy gấp của bông này có cá mập nên mình đã quyết định mua xu và gấp cá mập. Nhưng mà mấy bạn thấy gì không? Đó, chuẩn bị gấp được nha. Đó, canh rất kỹ, đó, góc độ ánh sáng, đó, kích cái nút xuống là gấp được liền, chắc chắn luôn, hụt luôn. Ôi, nó khó lắm luôn á. Mình xài sạch xu đó mấy bạn, đó, xu đó mình xài sạch luôn nhưng mà mình không trúng cái nào hết trơn luôn. Xu cà na dễ sợ, nói chung là mình không biết gấp cái bông nên là không gấp được gì hết trơn, hư hư. Buồn quá, gấp cái bông không được nên mình quyết định đã chơi bowling. Bowling, nói chung là cái ném ném bowling đấy bạn. Đó, hay là có ai ném tướng bowling thấy xấu như tôi không? Đó, ném bowling. Chuẩn chưa? Vô giữa. Rồi lại không giữa rồi, thật ghê chưa. Không sao, nhưng nói chung là trúng là được rồi các bạn ơi. Cái trò này là quan trọng là chỉ cần cầm trái banh xong ném cho mấy cái trái kia nó rớt xuống là được rồi. Nói chung là mình cũng mới chơi rồi nên không sao. Đó. Rồi bây giờ ném thử thêm lần cuối nha. Chuẩn bị. 1 2 ném đi bà nội. Rồi. 3 vô. Yeah, được cái rồi. Ok, nói chung là cái trò chơi này mình đợt này mình có chơi với Sim, với Kai, với tất cả người khác. Nói chung là Mora với Mora mèo béo với là Mimi đó. Đợt này mui thì không có, tại cái này là ngày thứ hai rồi. Nói chung là trong quá trình là mình chuyển nhà thì hầu hết là trong nhà không ai ở được rồi, nên là mình phải thuê khách sạn ở ngoài thì mình đi chơi. Tính ra cái ngày hôm đó là cái ngày mình chơi nguyên một ngày ở trong siêu thị luôn các bạn. Trong siêu thị mình chơi từ sáng đến tối luôn đó. Trời ơi, không về, tại vì bây giờ về nhà nó có chỗ nào ngủ đâu, nên là mình chơi ngoài bụi ngoài trời đó. Ok, đó, chơi vui lắm nhưng mà thua cũng nhiều nên cũng vui lắm. Nói chung là vậy đó. Ừ. Cuối cùng khoảng khắc chuyển nhà cũng đã đến đấy bạn ơi. Các anh chuyển đồ, chuyển hàng, đem tất cả mọi thứ trong nhà
nhà mình ngay cả cái con tượng nặng như vậy cũng đem được luôn. Đỉnh thật sự. Đó, và đây công ty mình nó tháo toàn bộ luôn. Máy tính rồi gì ta. Ở tất cả mọi thứ đó, máy tính và tất cả mọi thứ về công nghệ điện tử đều dứt hết luôn. Đó, cái công ty mình 2.0 luôn các bạn. Và đây, cuối cùng Hero Team cũng dứt áo ra đi, ra ở bụi bạn ơi, ra ở bờ kè. Không có chỗ nào ở hết trơn. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu chuyển nhà nha. Trời, ngôi nhà mới, cuộc sống mới. Let's go, tôi tới đây. Hero Team phiên bản 2024. Let's go. Và nếu các bạn xem đến đoạn này thì có nghĩa là mình đã tới nhà mới rồi. Và mình không nghĩ thời gian có thể trôi nhanh đến vậy. Mới đó mà mình phải tạm biệt Game Now, nơi mình đã gắn bó rất là lâu rồi. Nhưng đây cũng là một khởi đầu mới của Hero Team. Một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới, một hành trình mới. Mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ Hero Team trong những chặng đường tiếp theo. Xin chào Hero Team 2024. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình xem video này. Mình yêu mọi người. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.